Cư dân thủ đô Khartoum của Sudan cho biết giao tranh tại đây đã tạm lắng trong ngày 10 tháng 6 sau khi quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF bán quân sự nhất trí với lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ. Theo hãng tin AFP, các cuộc không kích và pháo kích đã làm rung chuyển Khartoum đã tạm lắng, ít nhất trong ngày 10 tháng 6 cho phép người dân còn mắc kẹt tại đây có thể ra ngoài để mua nhu yếu phẩm. Tại một khu chợ ở Khartoum, người dân khẩn trương mua trái cây và những hàng hóa cơ bản khác. Trong khi đó, nhân viên xe buýt Ali Issa cho biết nhiều người dân đã tận dụng thời điểm này để rời khỏi thủ đô trước khi lệnh ngừng bắn mới nhất có hiệu lực vào 6 giờ sáng ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 13 giờ chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam. Giao tranh nổ ra ở Sudan kể từ giữa tháng 4 vừa qua khiến 2 triệu người đã phải sơ tán, trong đó 476.000 người đã phải tìm nơi phương án nương náu tại các quốc gia láng giềng.